tử Đóng Hoa Chi Linh xin gửi lời trân trọng kính chào cùng thể thoát của anh em để bắt đầu với video clip buổi sáng ngày hôm nay 21 tháng 4. Cũng là buổi sáng chủ nhật, bên em tiếp tục lên sóng test một cặp loa bãi Mỹ Thịnh gửi cho bạn Nguyễn Mạnh Cường, bạn có địa chỉ tại Lâm Định đó nhá. Đây là một cặp loa PV Mỹ Thịnh có model 115, bass 40, sử dụng từ 220, 100, 1 tép kèn và 1 tép xì. Thì cặp loa này bên em test kỹ sau đó gửi nhà xe các bác nhá, gửi về Mitsubishi Lâm Định cho bạn Nguyễn Cường. Đấy, loa tình trạng đẹp nguyên zin quá nhá. Vâng, cặp loa PV Mỹ Xịn 115, loa sản xuất tại Mỹ, công suất 400W, trở cảng 8 ohm. Đấy, một cặp loa bãi Mỹ PV 115 bass 40, chơi bạo lực sân vườn, phòng trà, quán bar. Đấy, chất hết nước chấm, tép lẩy tí tách, lời ca bay, giải bát quy lực mềm sâu chắc. Vâng, liên tục những cặp loa PV được test gửi cho các anh em trên mọi miền tổ quốc tại trung tâm. Cặp loa Mỹ PV bass 30 40 liên hệ bên em nhá. Đấy, những cặp bass 40 115 HC 115. Đấy, ví dụ như là 358S. Rất nhiều những model sản phẩm PV